Bonjour mes enfants, on va apprendre sur les lieux. Chúng ta sẽ học những nơi chốn. Voyez des pains, des croissants, các con thấy bánh mì nè, croissant, đây là la boulangerie. Và là khi ta đi đến chợ, đến cái tiệm này, ta nói je vais à la boulangerie. Voyez des gâteaux, các con thấy bánh không? La pâtisserie, maman va à la pâtisserie. Alors, voyez des gens. Alors, các con thấy nhiều người đang dùng cơm, dùng bữa tiệc. Đó là le restaurant, nhà hàng. Papa va au restaurant. Le supermarché. Mémé va au supermarché. Khi nói đi đến những nơi mà là le, ta dùng au. On répète, la boulangerie. La pâtisserie, le restaurant, le supermarché. Recopiez dans votre cahier et construisez des phrases. Các con chép lại và sau đó các con làm những câu với aller à la hay aller au. D'accord? On continue. Chúng ta tiếp tục. La librairie. La librairie, tiệm sách. Le cinéma, les enfants vont au cinéma. La pharmacie, tiệm thuốc. Pépé va à la pharmacie. L'hôpital, bệnh viện. Ở đây ta dùng chữ L apostrophe vì nó đứng trước là chữ H. H thì ta đọc như là một nguyên âm, cho nên l'hôpital. Par exemple, le malade va à l'hôpital. Người bệnh đi đến bệnh viện. On répète, chúng ta lặp lại. La librairie, le cinéma, la pharmacie, l'hôpital. Faites des phrases avec aller à la, aller au. Làm những câu với aller à la, aller au.